Chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu nối và test các thiết bị điều khiển cho động cơ là RCPO, điều khiển từ, relay nhiệt khi gặp các trường hợp quá tải khi gặp sự cố. Đầu tiên mình có một RCPO của hãng Chin mã NXBLE63 là Automat chống rò để chống bị giật khi gặp sự cố. Tiếp theo là một công tắc tơ điều khiển động cơ của hãng Chin mã NXC09 có vai trò cấp nguồn cho động cơ khởi động trực tiếp. Thực hiện việc đóng cắt thường xuyên các mạch điện động lực, contactor được dùng để kết hợp với relay nhiệt để bảo vệ quá tải cho động cơ. Relay nhiệt của hệ thống có mã là NXR25. Vai trò của relay nhiệt là thiết bị dùng cho việc bảo vệ động cơ hay các thiết bị điện, mạch điện khỏi bị tình trạng quá tải. Hai nút nhấn của Hanyon mã là MRXNA1A0R và MRXNA1A0G. Tiếp theo là có một đèn báo thay cho động cơ có mã là CR302B220V để mô phỏng thay thế cho động cơ. Tiếp theo là một bộ dây nguồn để cấp nguồn cho hệ thống. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu nối các thiết bị của hệ thống. Sơ đồ đấu nối mình sẽ để bên góc trái của màn hình. Sơ đồ đấu nối sẽ gồm mạch điều khiển và mạch động lực của hệ thống. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu mạch điều khiển trước. Đầu tiên ta cấp nguồn 220V vào ngõ vào của RCPO. Nhìn theo sơ đồ thì ta sẽ đấu dây lửa trước là dây màu đỏ. Mình sẽ chia mạch điều khiển làm 3 nhánh. Đầu tiên mình sẽ đấu nhánh thứ nhất. Ta sẽ đấu dây từ ngõ ra L của RCPO. Đuôi của RCPO sẽ đấu vào đầu của nút nhấn OFF. Nút nhấn sẽ là tiếp điện thường đóng. Đuôi của nút nhấn OFF sẽ nối vào đầu của nút nhấn ON. Nút nhấn ON mình sử dụng tiếp điện thường hở. Tiếp theo mình sẽ đấu đuôi của nút nhấn ON vào chân A1 của khởi động từ để cấp nguồn 220V cho khởi động từ. Sau đó từ chân A2 nối vào chân 95 của relay nhiệt. Đây chính là tiếp điểm thường đóng của relay nhiệt. Tiếp theo đấu từ chân 96 về dây nguội của RCPO. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn đấu nối nhánh thứ hai của mạch điều khiển, bắt đầu từ đầu của nút nhấn ON. Đấu vào chân 13 của khởi động từ, đây chính là chân của tiếp điểm thường hở của khởi động từ. Sau đó từ chân 14 sẽ đấu về đầu của nút nhấn ON. Mục đích đấu như vậy là để khi có nguồn điện đi qua, tiếp điểm thường hở này sẽ đóng lại và giữ trạng thái hoạt động của hệ thống. Sau đó từ chân 14 sẽ đấu vào chân của led xanh của nút nhấn LED ON và chân 14 cũng đấu vào chân A1 của khởi động từ. Sau đó đấu chân còn lại của LED xanh vào chân 96 của relay nhiệt. Khi đấu vào chân 96 cũng tương tự đấu vào chân N của RCPO. Kết thúc nhánh thứ hai của mạch điều khiển, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn đấu nhánh còn lại của mạch điều khiển. Bắt đầu từ đầu của nút nhấn OFF đấu vào chân 97 của relay nhiệt. Đây chính là chân của tiết điện thường hở của relay nhiệt. Sau đó từ chân 98 đấu vào led màu đỏ. Đây chính là led cảnh báo trên nút nhấn OFF. Sau đó đấu chân còn lại của led cảnh báo về chân N của RCPO. Kết thúc phần đấu mạch điều khiển, sau đây mình sẽ hướng dẫn đấu mạch động lực. Đầu tiên mạch động lực sẽ đi từ chân L của RCPO đấu với chân 1 hoặc L1 của khởi động từ. Mình cũng có thể dùng các chân 3 hoặc chân 5 của khởi động từ vì khởi động từ đã được kết nối với relay nhiệt. Sau đó từ chân số 2 hay chân T1 của relay nhiệt sẽ đấu vào tải. Mình sẽ dùng đèn báo màu xanh dương để thay cho tải. Đấu chân số 2 của relay nhiệt vào một chân của đèn cảnh báo, chân còn lại sẽ về dây nguội của RCPO. Để tiết kiệm thời gian mình đã đấu nối sẵn, sau đây mình sẽ dùng đồng hồ để đo thông mạch của hệ thống. Đầu tiên mình sẽ đo dây L của RCPO trước. Khi thông mạch thì đèn trên đồng hồ sẽ báo màu đỏ. Tiếp theo mình sẽ đo dây N. Đồng hồ cũng báo màu đỏ. Sau đây mình sẽ đo các chân trên cuộn coi. Đầu tiên mình sẽ đo chân số 1 và chân số 2. Khi tiếp điểm hút thì mạch sẽ thông. Mình sẽ dùng tay để nhấn vào tiếp điểm trên khởi động từ. Lúc đó đồng hồ sẽ báo màu đỏ. Tiếp theo sẽ đo chân số 3 và chân số 4 của cuộn coi. Khi nhấn tiếp điểm, đồng hồ cũng sẽ báo màu đỏ. Cuối cùng đến chân số 5 và chân số 6.
Khi nhấn tiếp điểm thì đồng hồ cũng sẽ báo màu đỏ. Sau khi đo thông mạch xong, mình sẽ cấp nguồn và test hệ thống. Khi đã cấp nguồn, mình sẽ gạt cầu dao của RCPO lên để hệ thống hoạt động. Để khởi động hệ thống, mình sẽ nhấn nút màu xanh. Khi nhấn cuộn coi bên trong của khởi động từ, hút tiếp điểm và thông dòng khiến đèn màu xanh dương và màu xanh lá sáng. Đèn xanh lá là đèn thể hiện hệ thống đang bật, còn đèn xanh dương là đèn thể hiện tải đang hoạt động. Các bạn có thể thấy tiếp điểm của khởi động từ đang hút. Sau đây để tắt thì mình sẽ nhấn nút màu đỏ. Khi nhấn nút đỏ thì tiếp điểm bên trong khởi động từ sẽ nhả ra và đèn xanh dương và xanh lá sẽ off. Tiếp điểm trên khởi động từ đã nhả ra và hai đèn xanh lá và xanh dương đều tắt. Ngoài ra còn một cách để tắt hệ thống mà không cần nhấn nút off, đó là nhấn nút stop trên relay nhiệt. Đầu tiên mình sẽ bật hệ thống lên lại. Sau đó mình sẽ nhấn trực tiếp nút stop trên relay nhiệt. Khi nhấn tiếp điểm trên khởi động từ sẽ nhả ra và tắt hệ thống. Tiếp theo mình sẽ test hệ thống khi ngắn mạch và dòng rò. Mình sẽ nhấn nút màu cam trên RCPO, chính là nút test khi xảy ra sự cố. Lúc đó cầu dao trên RCPO sẽ gạt xuống và ngắt điện khỏi hệ thống, đồng thời làm bật nút màu xanh dương trên RCPO ra để trở lại mặc định. Ta chỉ cần nhấn nút màu xanh này xuống. Sau đây mình sẽ nhấn nút test trên RCPO, cầu dao gạt xuống và hệ thống không thể hoạt động khi nhấn nút on hay off. Các bạn có thể quan sát trên RCPO thì cái nút màu xanh nó đã bật ra. Để trở lại mặc định thì mình sẽ nhấn cái nút này xuống và gạt cầu dao lên. Hệ thống sẽ hoạt động bình thường. Nhấn nút on, nhấn nút off. Tiếp theo mình sẽ test hệ thống khi bị quá tải. Mình sẽ tác động vào điểm test trên relay nhiệt. LED màu đỏ trên nút nhấn off cảnh báo sự cố sẽ sáng. Khi LED cảnh báo đã on thì ta sẽ không khởi động được hệ thống nữa. Mình sẽ nhấn nút on của hệ thống để test. Khi nhấn nút on thì đèn báo màu xanh dương sẽ không hoạt động. Và kể cả nhấn nút off cũng sẽ không có hiện tượng gì xảy ra. Chứng tỏ hệ thống đã bảo vệ được tải hay các thiết bị điện được sử dụng. Để hệ thống trở lại mặc định thì ta chỉ cần nhấn nút reset trên relay nhiệt, hệ thống sẽ hoạt động lại bình thường. Nhấn nút on, tải hoạt động. Nhấn off, tải sẽ dừng. Hoặc nhấn nút stop trên relay nhiệt thì tải cũng sẽ dừng. Mình đã test xong các thiết bị đóng cắt của hệ thống. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.